Tính đến ngày 14 tháng 4, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk không có trường hợp nào nhiễm COVID-19. Công tác phòng ngừa vẫn được triển khai quyết liệt. Lực lượng chức năng tiếp tục xử lý nghiêm những trường hợp tung tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh trên không gian mạng gây hoang mang trong dân. Từ đầu tháng 2 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 24 trường hợp dùng Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin sai sự thật về dịch COVID-19. Những bài viết này cho rằng dịch COVID-19 đã xuất hiện tại Đắk Lắk và có người nhiễm, thậm chí có trường hợp đưa tin có người tử vong do COVID-19, từ đó gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong dân. Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp với số tiền 15 triệu đồng, 1 trường hợp với 5 triệu đồng. Công an cũng răn đe, nhắc nhở 21 trường hợp. Các trường hợp này đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân, tự gỡ bỏ các thông tin sai sự thật và cam kết không tái phạm. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.